Xin chào. Trong các số trước thì Đức đã giới thiệu rất nhiều những kiểu đồng hồ khác nhau, nhưng tất cả đều là những kiểu đồng hồ truyền thống có lịch sử lâu đời rồi. Còn hôm nay Đức sẽ nói đến một kiểu đồng hồ hoàn toàn mới, thậm chí đã tái định nghĩa khái niệm đồng hồ, đó là đồng hồ thời trang. Ngoài chức năng cơ bản là xem giờ, đồng hồ còn là một món phụ kiện, trang sức để thể hiện phong cách riêng của mỗi người. Ý thức được điều đó, các hãng thời trang vốn trước đây sản xuất quần áo hay là giày cũng tham gia vào lĩnh vực này. Thậm chí có những thương hiệu được tạo ra nhắm thẳng vào phân khúc đồng hồ thời trang với toàn bộ thiết kế đặc trưng và cập nhật liên tục theo xu hướng của thế giới. Có thể kể đến những tên tuổi thành công như Daniel Wellington, Skagen hay đặc biệt là Calvin Klein, những chiếc mình đang có ở đây. Với mình thì CK là một thương hiệu đồng hồ thời trang rất đáng mua bởi vì không những nó thừa hưởng tinh thần thiết kế của một trong những nhà thiết kế lừng danh thế giới mà còn được sản xuất tại Thụy Sĩ bởi tập đoàn Swatch, ông trùm của ngành đồng hồ nước này, với mức giá cực kỳ cạnh tranh nữa. Chính vì vậy mà mình lựa chọn CK cho video này. Ở trên tay mình đang chính là chiếc Calvin Klein Minimal với tên mã là K3M214X1. Đây là dòng sản phẩm ăn khách nhất của hãng với logo được thể hiện cực kỳ nổi bật như các bạn đang thấy. Mẫu này còn rất nhiều phiên bản màu khác để các bạn có thể tham khảo thêm. Các bạn hãy vào trang web đồnghoduyen.com gõ tên mã là K3M2 để tham khảo nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nói về việc vì sao đồng hồ thời trang lại hấp dẫn đến như vậy. Thứ nhất là các thương hiệu đều tập trung vào truyền thông để tăng nhận diện cho sản phẩm. Khi bạn đeo một chiếc đồng hồ CK, người khác luôn dễ dàng nhận ra, tương tự như là với Daniel Wellington hay là Skagen cũng như vậy. Không dựa vào truyền thống lịch sử lâu đời mà dựa vào hình ảnh thương hiệu thời hiện đại, luôn luôn bắt kịp xu hướng. Đặc trưng của đồng hồ thời trang đó là thiết kế trẻ trung, đơn giản, thậm chí là tối giản. Như ở trên chiếc này, nhà sản xuất đã loại bỏ kim dây, lịch ngày hay là cọc số, những chi tiết tưởng chừng như là cơ bản nhất trên một chiếc đồng hồ để theo đuổi cái cảm hứng thiết kế thời trang. Vì thế mà nó có thể kết hợp với những trang phục của hãng với cái thiết kế rất là mỏng, nhẹ. Ngoài ra thì chúng ta có một cái thiết kế dây thép lưới rất nhẹ nhàng, thời trang và cực kỳ linh hoạt. Các bạn cũng có thể thay thế bằng dây da hay là dây NATO cho mẫu này nhé. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn có cả một phiên bản nữ để tạo thành một cặp đôi hoàn hảo nữa. Các bạn vừa có những khái niệm cơ bản nhất về đồng hồ thời trang, nhưng thời trang thì luôn luôn phong phú và đa dạng. Chính vì vậy mình sẽ giới thiệu thêm một mẫu đồng hồ nữa với thiết kế hoàn toàn khác biệt. Đây là mẫu CK Bow Square, tên mã là K3041126. Vẫn là thiết kế thời trang Mỹ, vẫn là chất lượng hoàn thiện Thụy Sĩ, nhưng trong hình hài hết sức lạ mắt. Nếu như chiếc Tissot Prince One mình đã từng review trước đây độc đáo 10, thì chiếc này ít cũng phải được 8 phần. Thiết kế mặt chữ nhật nhưng bo cong hai bên, có tên gọi là tonneau, chắc chắn đây sẽ là điểm cực kỳ thu hút với những người xung quanh. Chiếc này có nhiều chi tiết hơn với cả cọc số, lịch ngày hay là kim có dạ quang. Nếu bạn nào thích những chi tiết này thì đây là lựa chọn rất đáng quan tâm. Và sau đây mình sẽ thử lên tay cho các bạn cả hai mẫu đồng hồ nhé. Rất là thời trang và nhẹ nhàng phải không ạ? Phong cách đơn giản, đậm chất Mỹ. Các bạn nếu như là yêu thích thời trang và CK quần bò hay là áo phông CK thì rất là thích hợp để kết hợp với mẫu này. Mình sẽ thử thêm cả chiếc minimal. Chiếc này thì có một màu sắc rất là đặc biệt và như vậy các bạn thấy là trên tay, nếu mà bạn nào tay trắng thì đeo mẫu này là cực kỳ nổi bật luôn ạ. Và đừng quên là nó có cả các phiên bản nữ nữa nhé, thì rất thích hợp để làm đồng hồ đôi. Các bạn vừa theo dõi tập cuối của series Bí quyết lựa chọn chiếc đồng hồ đầu tiên. Hy vọng là với những gì mà Đức đã chia sẻ cùng với các lựa chọn tham khảo thì các bạn sẽ có được chiếc đồng hồ ưng ý nhất. Còn nếu các bạn vẫn băn khoăn, hãy liên hệ trực tiếp với Duy Anh Watch để được tư vấn nhé. Đức xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Và nếu các bạn thấy thú vị, hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Duy Anh để tiếp tục đón xem những video hấp dẫn nhé.